Thưa quý vị, giới chức Hoa Kỳ tại Bắc Hàn chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh. Đoàn đàm phán cấp chuyên viên của Hoa Kỳ và Bắc Hàn do đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines Sung Kim và Thứ trưởng Ngoại giao Koh Sung-hoo dẫn đầu thảo luận về chương trình nghị sự do hội nghị thượng đỉnh song phương đã kết thúc vào chiều ngày 30 tháng 5 tại tòa nhà Tongilac ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trên lãnh thổ Bắc Hàn. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc cho biết hai bên được cho là đã trao đổi lần cuối cùng về phương án phi hạt nhân hóa Bắc Hàn và phương án đảm bảo sự an toàn thể chế của chính quyền Bình Nhưỡng dựa trên kết quả đàm phán lần thứ nhất diễn ra vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, hai bên có thể cũng đã thảo luận cả về phương án chuyển tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bắc Hàn ra khỏi lãnh thổ nước này. Ngoài ra, hai bên cũng được cho là đã hoàn tất thảo luận về chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Tòa Bạch Cung đã xác nhận kết quả cuộc gặp và nói rằng hội nghị đã diễn ra tốt đẹp.